Thấy Mr. Đàm vào biểu diễn ở trại giam, phạm nhân kéo đến ôm hôn. Lúc Trường Giang xuất hiện nhìn cảnh tượng mới choáng. Là một nghệ sĩ tiếng tăm, Mr. Đàm luôn nhận được sự hưởng ứng lớn khi dành thời gian đến hát tặng và động viên các phạm nhân. Dù luôn bận rộn với các lịch trình, nhưng hàng năm Đàm Vĩnh Hưng đều dành thời gian đến biểu diễn phục vụ trại viên tại các trại giam. Nam ca sĩ muốn tham gia các buổi văn nghệ hát tặng phạm nhân để mang niềm vui đến cho những người lâm vào con đường tù tội và tiếp thêm động lực để họ cố gắng cải tạo tốt, sớm quay về với gia đình. Trong một lần đến thăm trại giam trước Tết Nguyên Đán, Đàm Vĩnh Hưng đã gây xúc động cho hàng trăm phạm nhân khi thể hiện ca khúc Mẹ Việt Nam. Tôi mong trong nhiều năm tới sẽ đi hết được các nhà tù trên khắp các nước để hát và nghe những tiếng hò reo, lời tâm sự ấm lòng của những phạm nhân, Mr. Đàm cho biết. Những hình ảnh, clip ghi lại buổi biểu diễn của giọng ca sinh năm 1971 tại các trại giam còn được anh xin phép ban quản lý để đưa vào MV Mẹ Việt Nam. Chọn trại giam là sân khấu, nhưng nam ca sĩ vẫn chú trọng đầu tư cho tiết mục của mình như việc mang theo cả vũ đoàn để khuấy động không khí. Vì thế, Đàm Vĩnh Hưng luôn là một nghệ sĩ nhận được nhiều tình cảm của các trại viên. Nhiều người không ngại bày tỏ tình cảm nồng nhiệt với Mr. Đàm bằng những cái ôm hôn nồng nhiệt. Ông Hoàng Nhạc Việt vô tư chụp ảnh bên cạnh các phạm nhân. Nhận thức được việc chăm sóc đời sống tinh thần cho các phạm nhân là cách để họ nhận ra lỗi lầm để cố gắng cải tạo sống có ích, sớm tái hòa nhập cùng cộng đồng. Trường Giang cũng từng nhận lời biểu diễn tại một số trại giam. Gần Tết âm lịch, các nghệ sĩ thường nhận show diễn, ít ai chịu đến trại giam để biểu diễn miễn phí cho phạm nhân xem, nhưng danh hài xứ Quảng vẫn chuẩn bị cho tiết mục của mình rất chu đáo. Thường xuyên xuất hiện giản dị với hình ảnh mười khó quen thuộc, vẫn là phong cách kéo quần lên đến trốn, đi đôi dép tổ ong cũ kỹ, nam nghệ sĩ đã chiếm trọn cảm tình của người xem. Lý Hải cũng từng đến biểu diễn trong trại giam với màn phụ họa của một phạm nhân. Ca sĩ Phượng Vũ ăn vận giản dị đem tiếng hát dành cho các trại viên, giọng ca của người đẹp được các phạm nhân hưởng ứng nhiệt liệt. Tiêu Anh chọn bộ cánh khá gợi cảm khi xuất hiện trong một buổi biểu diễn văn nghệ ở trại giam. Nữ ca sĩ khá bối rối khi được các trại viên thi nhau lên tặng hoa.